Hãng hàng không Thiên Đình Airlines xin kính chào quý khách. Máy bay mang biển số 100 thấy xin được phép hạ cánh tại cảng Thiên Đình, cổng số 8. Yêu cầu Thiên Lôi cầm đánh bậy đánh bạ nhá, suýt trúng máy bay mấy lần rồi đấy. Anh Trung, anh đặt báo thức làm gì không biết này. Lâu ấy nhở, không thấy ai đến đón mình. Ngủ còn ngáy. Ôi, Thắng ơi. Cái gì đấy? Mày này, mấy giờ rồi? Mới có 6 giờ thôi, anh ngủ tiếp đi. Chủ nhật vẫn cứ lo cái gì. Sáu giờ rồi á? À Tiêu, sao mày gọi anh dậy? Gọi anh dậy làm gì? Anh có bảo gọi đâu mà gọi. Thế điện thoại đâu rồi? Đấy, em đang chơi game mà. Anh nhớ, anh cài báo thức rồi cơ mà. Vâng, nó tắt rồi. Ôi giời ơi, sao rồi? Trời ơi, chủ nhật này. Ủa quên, à Tiêu, đưa anh cái mâm nhanh em. Mâm. Cái mâm này á, hôm nay anh đi làm cỗ à? Hay anh mang đi bán đồng nát? Ôi, quá nhiều thế nhỉ? Đưa đây, nói rồi, không cần nhờ. Đưa. Úi giời ơi. Đi đâu đấy? Nói làm gì, đừng tránh ra. Ok. Làm cái trò gì đấy? Tường mù. À, mày ơi, cho em hỏi. Cái chuyến bay không thấy đã hạ cánh chưa anh? Em nói thật, anh em một cái chuyến máy bay không thấy nó hạ cánh lâu rồi. Come on, yeah. Anh ơi, anh bị phong giận à? Anh có cần thuốc không? Không phải là bị phong, mà em đang rapper. Mà anh ra cứ cầm cái mâm làm gì ấy? Ra cảng bê đồ à? Nhìn em thế này anh bảo em bê đồ, anh không biết đâu. Chung chuối đón cái gì mà chữ viết bé thế? Đón tử xuất thung giời, mắt đã cận được còn bày đặt đeo kính dâm. Tiểu sư thúc á? Ta là tiểu sư thúc đấy, con đi đón ta đúng không? Thấy người ta lịch sự gọi là anh lại đứng lần tới à? Trông như thằng con ra mà. À, Lão, qua Lão. Không hiểu là sư huynh ta Thái Thượng Lão Quân dạy học trò anh kiểu gì nữa. Ủa, anh biết sư phụ em á? Mà anh tên là gì nhỉ? Ta ấy, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Thái Hạ Lão Quân. Anh sư thúc rồi, anh cho con xin lỗi nhé. Con không nhận ra, tại vì anh mặc sơ tim quá. Chuyện, ta mới tu luyện cái môn võ gọi là cải lão hoàn đồng. Thân hình này mới có 14 rồi đấy. Mà nhá, gọi ta là anh cho nó trẻ. Sư thúc, nghe nó già lắm. À thế, vậy thì con mời sư thúc. Em mời sư thúc, đi theo em. Được, đi luôn. Hà Tiêu ơi, hả? Cậu đang đọc cái gì đấy? Đọc sách. Thôi, tớ biết cậu học giỏi rồi, cứ bỏ quyển sách đi đi. Mà anh không nhờ cậu đâu. Bây giờ là người ta phải đọc sách để mở mang đầu óc. Còn anh Trung nhà tớ, chả biết vác cái mâm đi từ lúc sáng, không biết là đi bê cỗ hay là mang đi bán nữa cơ. Anh Trung nhà cậu giờ này hư hỏng thế á, vác cả mâm đi bán cả. Hỏng rồi, không được rồi. Thôi kệ, dẹp cái chuyện đó còn bên đi. Mà Nhi ơi, hình như là hôm nay chúng ta canh vườn đào thì phải. Đúng rồi. Ôi, thế thì đi ngay, không mất quả đào nào sư phụ. Tay đi cơ đấy. Đấy, em xin giới thiệu với anh sư thúc này. Đây là vườn đào của sư phụ em. Anh thấy thế nào? Nhìn đào ngon nhỉ. Ê, cho xin quả nhá. Ê, chưa được. Anh phải xin sư phụ em, anh mới được hái. Chứ anh mà hái là bọn em bị trừ phạt đấy. À thế à? Vâng. Khó nhỉ. Sao đấy? Không biết hôm qua em ăn cái gì mà đau bụng thế. Thế đi vệ sinh đi, còn đừng đấy. Anh nhớ đấy, đừng đi đâu lung tung nhá. Được rồi. Ủa ơi,
đảo ngoan đấy nhở. Mặt đào của sư huynh mình thì khác gì là của mình. Anh em chẳng nghe tiếng nhau của đào. Không biết từ sáng giờ là không đến đây, có mất quả nào không? Đếm 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 đếm. Ôi giời, quả này ngon phết nhở. Úi giời ơi, đào to thế nhở? Đào to thật đấy. Có chiếc đào chả to nhìn ngon này mà. Ôi, hello everybody. Ai đấy? Gì đấy? Sao đi ăn trộm đào à? Đào cũng ngon chứ. Ôi thì đã ăn được quả nào đâu mà biết ngon. Mà này, cũng đi ăn trộm à? Cũng đi ăn trộm à? Thế thì chỗ nào cho bọn này đi với? Ôi chứ chí lớn gặp nhau rồi, bắt tay cái. Bắt tay cái. Bắt tay cái nữa. Đào đây chứ đâu, vào mặt thôi. Ôi, xa được cái, nhẹ cả người. Úi dồi, sư thúc sao thế? Úi dồi. Úi dồi, sư thúc, người làm sao thế? Sao lại hết mũ rồi? Úi dồi ôi. Nhầm rồi, ta đội mũ kiểu này. Ta vừa bị mấy con tiểu yêu nó đánh cho tí toang. Úi dồi ôi, làm sao mà bị đánh? Úi dồi ôi, có cái gì đâu. Đang định vào vườn đào bẻ mấy quả đào, gặp hai đứa cứ tưởng là đồng minh. Không ngờ chúng nó lại đánh cho tí nữa thì không còn mặt mũi nào mà về gặp sư huynh nữa. Úi dồi, sao có đứa nào mà nó náo thế mà ăn trộm nó đánh cho nó đúng rồi. Nói lại sao nào. Ý của em là quần áo của anh sư thúc ý bẩn lắm rồi, về nhà em tắm cho nó sạch sẽ còn mặt mũi mà gặp sư huynh chứ. Hợp nhẽ nhỉ. Đúng rồi, cứ đi đi. Đến nhà con rồi ạ. Thế thì vào thôi. Vâng. Ông bà này. Dạ. Thế thì tắm rửa thì không có quần áo gì ạ? Thế quần áo vậy ba lô đây là gì ạ? Ôi chỉ cái túi đi làm màu thôi. Rồi. Thế bây giờ sư thúc cứ vào nhà đi. Để con ra ngoài chợ mua ít quần áo cho sư thúc nhá. Được. Đi đi. Vào luôn. Phòng đây rồi. Chắc là em bé gái ở với ai? Ai ơi mà. Xin lỗi, tôi nhầm phòng. Nhầm là nhầm thế nào? Này 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 này. Gì đấy? Ngồi đi, có trò hay để chơi. Này 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 này, làm trò gì đấy? Bê vào nhà, bê vào nhà. Để tớ. Ra xuống. Đứng lại. Xem nào, bỏ cái vali xuống. Gì đấy? Bỏ cái kính xuống. Con nè. Đây đây, chỗ là có đồ nghề. Có đồ nghề chưa rồi. Này, làm trò gì đấy? Này, có đồ nghề. Rồi, điệp rồi đấy. Mày nhá, mày chửa cái thói ăn trộm đi. Đã ăn trộm ở trên thiên đình, xuống trần gian lại còn tính ăn trộm nữa. Bỏ đi, xấu lắm, cái tính này xấu lắm. Xuống ngồi chơi. Nào, vuốt về em bé gái. Tự dừng mất toi mấy trăm. Mới sư thúc có tắm xong chưa nữa. Sư thúc. Bà gì thúc. Bà ngoại. Hai đứa làm gì sư thúc thế này? Ôi, sư thúc. Gì đây? Ôi, hai đứa này. Ôi ôi. Sư thúc nào? Cái này là trộm ý. Lúc nãy lên thiên đình trộm đào, bây giờ lại còn định xuống nhà mình trộm nhà mình nữa cơ. Úi dồi, thôi rồi. Đây là tiểu sư thúc của mình mà sư phụ hay nhắc đến đây. Rồi, hôm nay anh đi đón, anh quên không nhắc với hai đứa.
đây là Thái Hạ lão quân đi ạ. Đúng rồi. Sao nhìn như cái như trẻ trâu ấy nhỉ? Đúng rồi đấy. Thì lúc đầu thì anh cũng như hai đứa, nhưng mà may mà anh nhận ra sai sớm. Còn bây giờ anh sư thức gửi anh xử lý. Được ạ. Bảo anh trẻ trâu ấy. Mọi người không biết. Người không biết là người không có tội. Sư thức không nên trách như thế. À, lại còn trả treo à? Đưa đây. Đây ạ. Nhanh cái tay đi. Đưa này. Ồ, thế từ nãy đến giờ đứng ấy, tự nhiên lại mỏi lưng mỏi chân quá thì không biết thế nào nhỉ? À, anh vào đây. Anh được. Ừ. Ôi giời. Ôi, không biết có đứa nào này nó bóp lưng bóp chân rồi không nhỉ? Nhanh đến. Anh bóp đi, anh bóp đi. Không biết ta đổi ý thế này. À, hai đứa tập quất cho sơ thuốc nhá. Anh đi vào chuẩn bị nước. Trung đi đun nước đi. Ra lo ạ. Ngồi xuống. Ngu chưa? Chưa hỏi gì mà đã bắt phạt người ta như thế rồi. Anh không giúp hai đứa đâu. Chị phạt đi nhá. Bóp mạnh vào. Ô thế đứa nào lại bỏ cho sư thúc mấy cái lằng nhằng trên mặt ra nhỉ? Ây! Úi! Rụng mất cái lông mày rồi! Ây! Nhẹ nhàng thôi. Đổi ý bây giờ.